Đen Vâu, từ công nhân giọng rác đến rapper tiền tỷ showbiz Việt. Câu chuyện From Zero to Zero của Đen Vâu truyền cảm hứng cho nhiều người, còn với anh, được sống và làm công việc mình yêu thích là hạnh phúc nhất trên đời. Xin nói rằng, tôi xuất thân bằng nông, công nhân. Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, tuổi 18. Anh không tiếp tục học đại học mà chọn làm công nhân giọng rác bãi biển thuộc ban quản lý Vịnh Hạ Long vì muốn có một cuộc sống an toàn, ổn định. Đen Vâu từng gây ấn tượng khi kể về quá khứ. Xin nói thẳng, tôi xuất thân từ bần nông, công nhân nên rất quý trọng đồng tiền. Ai ra trường cũng mong làm bác sĩ, kỹ sư, trong khi mình đi lao động chân tay thấy hơi ngại với bạn bè, cũng bình thường thôi. Hồi đó tôi mới 18 tuổi, không nghĩ được nhiều. Đen Vâu tránh nói về nghề cũ vì không muốn mọi người nghĩ về quá khứ của mình thiếu tích cực hoặc cho rằng anh thiệt thòi. Thậm chí vu cho anh là kể lại quá khứ để gửi lòng thương hại. Anh chưa từng chối bỏ quá khứ, trái lại, thâm tâm rapper luôn biết ơn quá khứ đã cho anh động lực theo đuổi âm nhạc, cho anh vốn sống để ca từ dày dặn thêm. Sau 7 năm làm công nhân, Đen Vâu xin nghỉ việc công lương để mở quán bò, cà phê, với mục đích gặp những người có cùng sở thích rap, kinh doanh thua lỗ. Anh xin đi làm lại để lấy tiền trang trải chi phí cửa hàng, mà đến năm 2016, rapper mới xin nghỉ việc và đóng quán. Rapper mang làn sóng rap trở lại. Nhận định Đen Vâu một bước thành sao hay nghệ sĩ mới nổi là hoàn toàn sai. Anh vốn nổi đình nổi đám từ năm 2014 với hit Đưa Nhau Đi Trốn, có góp giọng lên cáo. Nói thêm về Đưa Nhau Đi Trốn, Đen Vâu kể rằng từng định thu nó như ca khúc cuối cùng. Thời ấy anh không có tiền thu âm ca khúc. Một người em thân thiết tên Trường Đặng làm việc ở phòng thu đã cho anh lén thu âm sau 12 giờ đêm khi chủ phòng thu đã về. Khuya hôm ấy, Đen Vâu nói với bạn rằng thu xong bài này anh bỏ nhạc, anh không còn động lực nữa. Không ngờ Đưa Nhau Đi Trốn lại trở thành hit khiến cái tên Đen Vâu vang dội cộng đồng rap fan. Linh cáo, cô bạn ở Huế quyền anh qua diễn đàn, được báo giới săn tìm. Kỳ thực không riêng gì Đưa Nhau Đi Trốn. Những năm đó, Đen Vâu nhiều bài hay không đếm xuể như Cô Gái Bằng Bên, Chạy Trốn Mặt Trời, Mơ, Ghé Thăm, Dưới Yên Nhà. Ca khúc Cô Gái Bằng Bên kết hợp với Linh Ly, người bạn sau này là cô em thân thiết, người luôn được gọi là bé đầy chiều. Rap xuất hiện manh nha tại Việt Nam từ những năm đầu thập niên 1990, bùng nổ những năm đầu 2000. Dù hơn 20 năm lịch sử, rap vẫn giữ vai trò bão ngầm hay ngự trị giới underground. Ở mainstream, rap lê lói yếu ớt qua hoạt động những rapper như Đinh Tiến Đạt. Sau những năm giữa thập niên 2000, làn sóng rap chìm dần nhường chỗ cho Tim Ford. Phải đến hơn 10 năm sau, vào 2019, Đen Vâu mới chính thức mang làn sóng rap trở lại. Hơn hết 10 năm, bài này chiêu phát hiệu 2 triệu năm, Lối Nhỏ Cảm Ơn được phát khắp nơi. Đen Vâu là nghệ sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến Shopee. Ấn tượng ở chỗ Đen Vâu tung hoành năm 2019, ngay cả khi đó là năm những sao trẻ mainstream hoạt động mạnh mẽ. Đơn cử là cuộc đối đầu dữ dội giữa Sơn Tùng MTV và cặp đôi Jack KICM. Khi ấy, như vậy Đen Vâu được xem là người đầu tiên mang làn sóng rap trở lại. Hai cuộc thi rap chỉ đưa làn sóng ấy lên vị trí cao nhất mà nó xứng đáng cho năm 2020. Ấn tượng đầu tiên về Đen Vâu thực sự là thực thà, tự ti và khiêm tốn ngay cả khi đã là rapper hạng A. Đen Vâu tự nhận mình không đẹp trai, ăn mặc lôi thôi, năm 2014 lần đầu đi diễn và được trả cát xê 4 triệu đồng. Anh nhớ mãi trong đời, kiếm được tiền từ âm nhạc, anh có sửa soạn bằng cách mua quần áo. Tiền giúp anh không còn rụt rè khi bước chân ra đường, giúp anh thỉnh thoảng mời bạn bè ăn một bữa, chủ yếu là đầu tư âm nhạc và gửi về ba mẹ. Đen Vâu không có nhiều nhu cầu như tiêu xài cho bạn. Đen Vâu từng chat rất lâu và loay hoay trong sự công kết như bài Anh hết cần gì ngoài em bị công kết vì dùng từ không phù hợp đại chúng. Bài Đưa Nhau Đi Trốn chỉ bị chỉ trích cổ suý lối sống vô trách nhiệm. Đây là vấn đề không khó hiểu đối với người tiên phong mang rap trở lại mainstream như Đen Vâu. Tôi vẫn tự hỏi rất nhiều lần có nên thay đổi mình cho dạng ngay hơn, gần gũi hơn không. Nhưng cuối cùng nếu thay đổi mình, tôi có thể mất tất cả.
Khi được khán giả biết đến, tôi cũng mất một số thứ, nhưng may là chưa mất mình. Tôi vẫn là tôi và mọi người thích tôi vì điều đó. Có thời gian tôi loay hoay, đi đâu cũng chỉ có một bài hit để diễn hay lên sân khấu là hồi hộp, không biết mình ăn mặc có lực hơn không. Anh nhớ lại. Tôi đâu có sáng tạo cái gì đâu, cái rap này, nhịp beat này đâu có gì mới lạ. Có chăng tôi lấy ra được từ tâm hồn mình những điều gần gũi với con người Việt Nam nên được đón nhận thôi. Tôi may mắn chứ không phải tài giỏi gì hết, trong khi nhiều anh em ngoài kia vẫn còn đang loay hoay. Tôi đồng nghề như con ếch nhảy khỏi miệng giếng. Trên thế giới có hàng nghìn nghệ sĩ IG tài giỏi, sản phẩm của họ view vài chục nghìn thôi nhưng nghe rất đỉnh. Đen vào khiêm tốn. Năm 2020, Đen Vâu không trầm rộ dù làn sóng rap dâng đến đỉnh điểm. Nhiều đồng nghiệp của anh bước lên từ underground để phát triển sự nghiệp trước đại chúng như anh hằng mong đợi. Có sản phẩm 1 triệu like, trời hôm nay nhiều may cực. Và gần nhất là đi về nhà, đẹp top, không tệ đi hay là bước lùi nhưng bảo hòa giữa vô số sản phẩm rap khác. Đen Vâu vừa nổi tiếng và kiếm tiền rất tốt từ công việc. 6 đến 7 năm trước, nhạc anh muốn nhuốm màu khổ vì cuộc sống nhiều khó khăn. Sau này, âm nhạc ấy vẫn đời, nhưng lạc quan tích cực hơn. Giống như anh từng nói, được sống và làm công việc mình yêu thích là hạnh phúc nhất trên đời.